À, hồi đó chúng ta sáng nào cũng học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Khi học mà chưa hành nhiều. Bây giờ thì chúng ta giống như hành trước, học sau. Lúc trước thì giải hành mà không hành nhiều. Bây giờ chúng ta đi vào hành giải. Này quan trọng quý vị. Nên sáng mình lên mình tu một thờ thì bản thân mình mới có cảm giác thật sự. Còn thí dụ như mình bật một cái máy mình để đó thôi. Còn mình thì không hành thì nó không cảm giác. Có nghĩa là dù nhiều năm sau nhưng cái lợi ích về bản thân mình nó không có. Không có. Nên á, cái gì cũng phải tự mình cảm nhận được quý vị. Thật sự tự mình phải cảm nhận được. Nghĩa là đối với người lớn chúng ta thì khi buổi sáng thức dậy gì mình tu một thờ được trọn vẹn đặc biệt. Còn dưới nít á, quý vị sắp xếp cho các cháu, thí dụ như cho các cháu buổi sáng lễ Phật chừng nửa tiếng thôi, vô lễ Phật nửa tiếng thôi, nít thì nó làm được mà nó làm khỏe, làm chuẩn luôn. Nhưng mà từ nửa tiếng đó đó mà về sau đặc biệt lắm, nó thèm. Còn nếu như mà giống như mình bắt buộc các cháu là phải ngồi đó niệm Phật với mình và lễ Phật với mình, mà như các cháu nó mệt mỏi, nó chán á, sau này nó bỏ cuộc vì cái làm đó nó không có cảm giác. Nên nít thì cho nó lễ Phật một thờ cũng được, hoặc là đứa nào mà thấy nó yếu yếu mình cho nó nửa tiếng thôi, còn nửa tiếng nữa rồi con phải lễ Phật, mà hợp đồng rõ ràng là nửa tiếng này con phải lễ cho đặc biệt nghe, nghiêm túc á đó. Vậy thì nít nó đặc biệt dữ lắm quý vị. Còn người lớn mình thì được, người lớn mình thì mình quyết định được em. Nên bây giờ chúng ta gọi là hành giải nè. Mà tu tập là cái hành giải nó quan trọng lắm. Còn phàm phu mình thì á, thí dụ như giải hành đi thì nó có phải có hành trong đó. Còn mình giải là nói không mà mình không làm thì thua. Như lúc trước những đức là nói rất là hay đó, nhưng mà thời gian mà để những đức mà vào công phu với vị lại không có. Phu không có. Đúng là rõ ràng là những đức bây giờ ngồi suy nghĩ nấy. Bây giờ những cái duyên những đức rõ ràng là không đi đâu là đúng quý vị. Tại bây giờ những đức nếu mà đi đâu thì những đức sẽ bỏ thời công phu với quý vị. Nên đi đâu một cái là bỏ một thời công phu. Mà thời công phu như sáng nay là 1.750 người. Thì vị biết nếu những đức mà không công phu thì những đức sẽ bỏ tu với 1.750 người. Vì nghĩ đi. Nên còn cái thời mà buổi sáng 9 giờ bây giờ thì hơn 800. Cái thời buổi chiều 2 giờ 10 thì bây giờ lên 1.000. Còn hai thời kia là số lượng nó vậy đó. Nên những đức thấy rằng là như cái thời mà mót thêm á, cái thời mà mình buổi tối tu xong á, thời 8 giờ mót thêm bữa nay cũng lên được 400 người ra lễ Phật. Nên những đức đưa thêm cái thời khóa đó là ngày 6 thờ tùy duyên, thấy hiểu chưa, mót mà ai thích mót mót. Nó là 9 giờ bật lên lễ Phật 40 phút tùy duyên, ai vô lễ Phật được thì vô lễ, tại vì cái rung nó vẫn là như vậy thôi, mình bật lên vậy đó, ai vô lễ được thì vô lễ. Mà như cái thời mót của Như Đức, cái thời 8 giờ vậy, thấy không, lúc đó Như Đức mót cái thời đó đó, vậy mà nay lên 400 đó. Vậy thì Như Đức nghĩ rằng là cái thời 9 giờ mình tới giờ đó mình bật lên vậy đó, ai lễ Phật thì vô lễ. Có những người, người ta biết đâu người ta đi làm về trễ quá làm sao, người ta vô người ta lễ Phật
Đó. Nên những đức nói rằng là cái mót rất là quan trọng. Như Đại Lão Hòa Thượng Chí Tịnh ngày dạy, ngày nói cái khi tu mót mà nó còn hơn tu những thời chính. Rồi ngài mới ví dụ là ngày xưa dưới quê miền Tây có nhiều gia đình người ta đâu có ruộng đất đâu, mà người ta đi mót lúa đó, gì mà ta nuôi cả gia đình ta. Như đức hồi xưa còn nhỏ cũng đi mót lúa nè, như đức biết mà, ví dụ rơm rồi mót lúa rồi gì đó mà có sống cả gia đình chứ không chân gì cho, không giỡn đâu quý vị. Nên cái tu hành, cái siêng năng là biết mót, thêm cái nữa bấm số niệm Phật, thấy không? Mình rảnh là mình bấm số niệm Phật mình mót. Cuộc đời của mình phải siêng năng niệm Phật. Như Đức nói với vị nghe nè, trải qua thời gian của cuộc đời Như Đức đi tu, Như Đức thấy rõ ràng lúc đó mình nghe chư tổ sư đồ viết sách đồ, mình đọc các ngài cũng dạy, Hòa Thượng Tịnh Không cũng nói, các ngài nói rằng dù bạn có làm phước báo lớn cỡ nào cũng không bằng niệm Phật. Và lúc trước chính bản thân Những Đức khi ở trong đại chúng, Những Đức cũng nói rằng quý vị đi nấu ăn cho cả đại chúng cả ngàn người tu, bao nhiêu người đi tu đó, chỉ có một số người đi nấu ăn thôi, thì cái công đức phước duyên này của quý vị không thể nào thua cái người đi niệm Phật được. Bây giờ Những Đức đi niệm Phật, Những Đức mới thấy rõ ràng không thể nào sánh bằng. Phàm phu không thể nào lấy cái việc công quả mà dám so sánh với niệm Phật được. Thật sự mà nói các pháp bình đẳng, nhưng phàm phu không thể nào lấy cái việc công quả làm phước báo mà so với niệm Phật được. Vì sao? Vì công quả và làm phước báo chưa chắc khai ngộ, mà chỉ có niệm Phật mới sanh tâm Phật. Mà khi sanh tâm Phật, nó mới thật sự là bản thân mình có tâm khoan dung tha thứ và biết ơn và mở tâm lượng. Chỉ có niệm Phật quý vị à, thật sự mà nếu chịu niệm Phật là nó sẽ mở tâm lượng ra đó. Còn thí dụ như mình vào một cái ngôi chùa đi, mình làm công quả không, người đó phải siêng niệm Phật như thế nào đó. Chư Phật Bồ Tát cũng thị hiện, cũng có những người đó âm thầm làm công quả mà thành tựu được giảng sanh, có. Nhưng quý vị phải nhớ rằng là nếu như mà không công phu niệm Phật luôn, đến khi mà sự trở ngại về đường tu nó xảy ra, quý vị sẽ đỡ không nổi, đỡ không nổi. Nên công quả gì thì công quả, nhưng phải sắp xếp cho họ lên chánh điện dụng công tu, phải xây chuyển làm sao để nuôi cái huệ mạng cho họ. Nên quý vị phải nhớ rằng là niệm Phật nó có thể dịu được cái tâm, nhưng tạo phước báo rất là lớn, có khi lại sanh tâm kiêu ngạo. Chỗ này rất là nguy hiểm nghe, hết sức cẩn thận. Khi tạo phước báo lớn nhưng phải dụng công niệm Phật, đây là con đường Những Đức đi qua rút kinh nghiệm. Vì biết rằng là bản thân Những Đức mà lo cho người và tu tạo phước duyên, bố thí cúng dường, Những Đức làm thật sự dữ lắm á. Có nhiều người ta nói rằng cũng đâu phải tiền của ông đâu. Xin thưa với quý vị rằng quý vị không có phước sẽ không có một người nào đem một cắc cho quý vị nữa, 100%. Quý vị thử đi rồi biết. Nếu như quý vị không có phước duyên, một cắc người ta cũng không đem đưa cho quý vị nữa. Quý vị nghe Như Đức nói lời này, quý vị không tin, quý vị thí nghiệm thử đi, thí nghiệm thử đi rồi sẽ biết. Quý vị sẽ đi làm đi, quý vị từ khi chân thật như thế nào người ta mới thật sự, mà nó phải gây dựng từ duyên phước rồi người ta mới đem đưa cho quý vị. Bởi vì phải chân thật làm, chân thật làm và người ta thấy, người ta tin tưởng thì người ta mới đem đưa và quý vị mới tiếp tục làm. Nên gọi là tu duyên tu phước, Những Đức làm rất mạnh. Vì thấy những pháp hội mấy chục ngàn người là Những Đức tặng quà, là có nghĩa là rất mạnh tay. Nhưng mà nếu như khi Những Đức gặp sự trở ngại mà không niệm Phật là hoàn toàn thất bại. Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thì nói rằng phước báo không thể nào ngăn chặn được cái nghiệp đến với bạn.
Chỉ có công đức niệm Phật mới hóa giải được cái tâm quán thù. Chỉ có công đức niệm Phật mới hóa giải được tâm quán thù. Nên quý vị có những cái thứ rắc rối trong tâm, buồn giận chuyện gia đình, vợ chồng con cháu, quý vị lên công phu niệm Phật, rồi quý vị sẽ thấy trong câu Phật hiệu có diệu pháp âm, tự nhiên sẽ lý giải, tự nhiên hóa giải cái tâm quý vị. Rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Thí dụ như buổi sáng như Đức ngồi nói chuyện gì thì quý vị nếu mà có thời gian thì mình ngồi mình cùng nói chuyện nhau, cùng học tập. Còn nếu như quý vị mà bận công việc làm, quý vị cứ đi làm việc giờ nào rảnh đó. Nhưng Đức thấy nhiều trang người ta cũng lấy, người ta đưa lên. Nhớ chứ? Nhớ kỹ những cái thời khóa tu này nó rất quan trọng. Nhưng mà nếu có được thời gian mà ngồi học tập trực tiếp như vậy, đặc biệt lắm. Nó nhắc mình không có giải đãi vị à. Nhưng Đức nói cuộc đời của người nó qua rất là mau và rất là ngắn ngủi. Thật sự. Đừng có để thời gian qua mau, luống qua của cuộc đời mình ổn dữ lắm. Rất là ổn. Vì chính bản thân Nhuận Đức hộ niệm rất nhiều ca và lo cho rất nhiều người già. Nhuận Đức đã nhìn rồi. Đừng đợi tới tuổi già, cực kỳ khó tu quý vị à. Tuổi trẻ mình còn tỉnh táo, đầu óc còn sáng suốt. Mình tu tập, mình có thể nhận thức được rất sâu sắc. Rất nhiều người già Nhuận Đức thấy khổ vì tuổi già dữ lắm. Nếu người già mà còn khỏe, đừng có giải đãi. Con cháu đi làm hết, tới giờ cứ vô niệm Phật đi. Còn người rảnh rỗi ở nhà, sắp xếp chuyện gia đình, vô niệm Phật, lễ Phật thờ. Thật sự quý dữ lắm quý vị à. Đừng có giải đãi. Nếu ngày nào chúng ta cũng nhắc nhở như vậy, mình không có giải đãi quý vị. Không có giải đãi. Mình bỏ phế mình là từ từ mình lãng luôn đó quý vị ơi. Lãng quên luôn á, không có giỡn đâu. Nên những đức á, khuyên quý vị cũng như là khuyên bản thân Nhuận Đức vậy đó. Khuyên quý vị cũng như là khuyên bản thân Nhuận Đức. Nên Nhuận Đức nói cái công đức niệm Phật lớn dữ lắm. Cái công đức niệm Phật rất là lớn. Thấy rõ ràng chính bản thân Nhuận Đức khi mà thời điểm tu gặp sự trở ngại này nghe quý vị. Khi Nhuận Đức dụng công tu, Nhuận Đức mới thấy nó tốt. Thấy không? Nếu mà Nhuận Đức mà không dụng công tu nghe quý vị thì Nhuận Đức sẽ thấy nó không tốt. Thấy tại sao cuộc đời của mình lại gặp những sự trở ngại như vậy. Sẽ mang tâm hờn trách. Không giỡn đâu. Nên Nhuận Đức nói rằng Phật Bồ Tát rất là thương mình. Nhuận Đức nói Phật Bồ Tát rất là thương mình. Nên cho mình được cái đạo tràng trên không chúng này. Nên thời tâm này mới có cái thời gian để đại chúng tu tập gì. Thật sự mà nói rõ ràng như vậy. Bản thân mình phải an lạc, mình mới cảm ơn. Nếu như bản thân mình mà khổ đau, mình không cảm ơn đó quý vị ơi. Phàm phu mình ngộ gì đó. Nên từ nơi đó mà phải căn dụng công tu. Nên mỗi ngày mà thời khóa này mình đưa ra rất là nhẹ. Một câu ai vật niệm đến cùng buổi sáng nhắc nhở mình. Một câu ai vật niệm đến cùng cứ siêng năng mà niệm Phật. Đừng có giải đãi. Nhuận Đức nói trong cái cõi đời này cơn vô thường nó đến cho mình sẽ bất chợt. Mình sẽ trở tay không kịp quý vị à. Mình sẽ trở tay không kịp đó. Giống như mà có một chuyến xe nào mà ở nước ngoài đó, ở Thái Lan gì đó, mà chở mấy chục người trong đó, em bé, nít đi học, mà tự nhiên xe nó bốc cháy lên không ai chạy ra được. Cháy rụi hết luôn. Thấy không? Cái cõi đời này nó rất là vô thường. Rất là vô thường. Nên bản thân mình niệm niệm phải nhớ Phật, phát nguyện cầu sanh cực lạc. Mà cái chuyện nhớ Phật này nó hay lắm nghe quý vị. Nó giúp cho quý vị nhắc mình đó, đối với cha mẹ của mình sẽ hiếu thảo. Thật sự mình niệm Phật với rồi mình sanh cái tâm thương cha thương mẹ. Và đối với con người tự nhiên mình biết thương yêu. Và mình không có muốn đấu đá hơn thua với ai. Khi quý vị có được cái tâm này nó an lạc dữ lắm quý vị. Thật sự cuộc đời của người. Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng ngày nói một câu rằng bạn đi tranh giành với người ta là được hả? Không có đâu. Bạn tranh giành được là do gì? Cái phước của bạn có. Nếu như cái phước bạn không có cái đó, dù bạn có giành đem gì đi chăng nữa, bạn cũng không dùng được và bạn cũng chết đi liền.
Nếu phước bạn không có. Hiểu được nguyên lý này rồi thì tự nhiên mình sẽ hiểu. Có phước là có phần, không cần nó cũng có nó quý vị. 100% luôn. Còn nó không có phước rồi, có đi giành giật cũng không được. Nguyên lý này là tin nhân quả nè. Nguyên lý này tin nhân quả. Những đức nói cho quý vị nghe, khi những đức ở trong chùa nghe quý vị, nó thật sự, khi những đức bước ra đó, những đức nó thật sự, cái bữa mà những đức mà bước ra, đúng một bộ đồ. Đây là 100% luôn. Đúng một bộ đồ, không cầm thêm một cái khăn. Khi lên xe rồi thật sự quý vị là không biết đi đâu. Như vậy mà tự nhiên đi đến cái nơi ở giống như Phật sắp xếp cho mình sẵn á, thì tin rằng ở cái nhà người ta, gia đình không ai ở. Quý vị thấy Phật sắp xếp hay không? Nếu như cái tính nhận đức mà nói rằng ở nhà người ta mà vợ con cháu người ta, sẽ không bao giờ những đức ở như vậy. Vì sao? Không muốn làm phiền người khác. Thấy rõ ràng không? Cái này cái việc cực kỳ lạ. Đến một cái nơi mà gia đình người ta rộng rãi mà nhà đơn chiếc ít người. Cô này lớn tuổi, cô nhà ít ở. Vô là giống như mình ở trong đó, mình sắp xếp này mọi việc. Vì thấy không? Vì thấy lạ không? Rồi bữa sau lại những đức mới quay về chùa để cần giải quyết cái gì giải quyết rõ ràng. Bữa đi đúng một bộ đồ. Không đơn giản chút nào. Nên mới đây tính ra cũng 3 tuần, nay thứ 5, đúng 3 tuần. Đâu vào đó tu tập đồ, tâm tư ổn định lại hết. Bà mới tự nhiên ngồi mới nhìn ra rằng thật sự Phật rất thương mình. Vì mình có tâm muốn đem pháp môn tịnh độ giới thiệu. Mà ông cứ giải hoài mà không hành, làm sao ông đem tịnh độ giới thiệu được? Mà nếu ông không gặp một sự cố gì, thì làm sao cái ông này ông bỏ cái cụ già, ông xa chùa, không thể nào được. Phải cho ông một sự trở ngại cực kỳ lớn. Duyên hoàn toàn không còn duyên ở chùa. Mới lập cho ông lại một cái mới mẻ nhất là phải khởi đầu, phải dụng công tu, rồi mới khuyên người ta niệm Phật. Những đức thấy rằng cuộc đời mình giống như là có một sứ mệnh nhân duyên gì đó quý vị à. Nên từ nơi đó mà những đức nói rằng khi thời gian dụng công tu này suốt 3 tuần này, trong 15 năm những đức chưa bao giờ được những thời gian mà một ngày tu 4 năm thời gì. Chỉ có đúng 3 tuần này là ngày nào cũng những đức dụng công tu như vậy, thì mới thấy ra đúng rõ ràng. Nếu như những đức cứ cái đà ở chùa như vậy, con đường giảng sanh những đức hiu hắt lắm. Rất là hiu hắt. Vì niệm Phật mới giảng sanh, với phước duyên tu có lớn cỡ nào thì cũng không thể nào giảng sanh được. Chỉ có niệm Phật thôi. Thì rõ ràng bây giờ những đức mới thấy đúng là Phật Bồ Tát thương mình, đã cho mình một cơ hội để cuộc đời những đức không lún qua cái chuyện giảng sanh về thế giới cực lạc. Nên bây giờ cái tâm cảm ơn và thật sự cảm ơn. Cảm ơn. Nghĩa là cảm ơn Hòa Thượng ngày sắp xếp cho mình cực kỳ đặc biệt. Nếu như những đức mà không dụng công tu, xin thưa quý vị, những đức sẽ không bao giờ cảm ơn. Nên những đức muốn nói lên lời nói này để cho quý vị suy niệm Phật, dụng công tu, rồi nó mới sanh tâm cảm ơn được, rồi mới tha thứ cho những cái nhân duyên vợ chồng con cháu trong nhà lỡ đối xử tệ bạc với mình. Quý vị sẽ tha thứ hết liền, chắc chắn quý vị luôn. Đó là mỗi lần tu xong những đức chia sẻ cho quý vị nghe là ý muốn tán thán câu Phật hiệu cực kỳ thù thắng. Và cuộc đời niệm Phật quý vị 100%, quý vị cứ tin Phật, tin nhân quả đi. Quý vị cứ nỗ lực làm thiện, nhiệt tình làm tốt, cả tấm lòng quý vị đi. Dù quý vị làm tốt, người ta có đối xử tệ bạc cỡ nào, quý vị cũng đừng thấy mình thiệt thòi, cứ làm tốt đi. Chính bản thân những đức thấy rõ ràng. Quý vị không hiểu, quý vị nói ông này ông làm nhiều việc tốt như vậy, tại sao ông gặp nhiều nạn như vậy? Không có nạn quý vị ơi. Thật sự
Nạn là do tâm mình thôi. Những đứa nói 100% với quý vị, không ai hại mình, chỉ có mình hại mình. 100% luôn. Không ai hại mình, chỉ có mình hại mình. Không có ai hại mình cả, chỉ có mình hại mình thôi. Nếu như quý vị thông được chỗ này thì quý vị mới thấy là mình hại mình. Buồn giận hận trách là mình. Còn người ta có quyền quyết định chuyện của người ta. Còn mình mới là người có quyền quyết định chuyện của mình. Buồn hay giận hận hay trách gì là do mình quyết định. Nên phải cần niệm Phật mới giải được chỗ này quý vị. Nên chúng ta bây giờ gọi là hành giải. Hành giải tương ứng. Cứ cái đà này mình cố gắng đi quý vị, thì chắc chắn rằng tu tập chúng ta sẽ có kết quả rất là tốt. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.